Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay Su mình xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm cặp đèn xi nhan cho xe Exciter 135 đời từ 2005 đến 2010, hàng chính hãng Zipac nha các bạn nhé. Đây trên tay mình đang là hộp sản phẩm. Đây bên mình có hàng rất sớm vì là đại lý chính thức của Zipac. Chóa đèn này sẽ gồm có hai bên, chóa màu khói và xi nhan màu, có 4 màu, như đây là màu xanh, còn có màu, ngoài ra có màu cam này, màu đỏ, màu xanh rêu nữa. Đây mình sẽ test đèn cho các bạn xem logo Zipac trên sản phẩm này. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm full bộ đầy đủ chóa này, rắc cắm T10 như zin này và bóng đèn nhé. Thì kèm theo bóng đèn của hãng Zipac là halogen. Thì các bạn muốn đẹp thêm thì các bạn mua thêm bóng đèn led. Như đây mình đã lắp bóng đèn led ánh sáng xanh băng rất là đẹp. Đấy. Hàng chính hãng Zipac nhá. Ngày sản xuất 31/7/2022. Rất là xịn sò nha các bạn nhé.